sáu đường luân hồi gồm có sáu cõi giới. Một là trời, hai là người, ba là Atula, bốn là ngạ quỷ, năm là bàng sanh, sáu là địa ngục. Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay do nghiệp thiện ác đã gieo mà trôi lăn trong sáu đường này, lên lên xuống xuống bất tận nên gọi là luân hồi. Còn luân hồi trong cõi nào của một trong sáu đường này là tùy theo nghiệp nhân lành dữ sai biệt, nên chúng sanh từ sắc thân, thọ lượng cho đến sự thọ dụng có sáu đẹp, cao thấp, tinh thô, vui khổ không đồng. Sáu đường luân hồi là tự nhiên có trong từ vô thỉ kiếp đến nay, Đức Phật nhìn thấy bằng tuệ nhãn của Ngài nên dạy cho chúng ta biết. Chúng ta từ vô thỉ đến nay, tùy theo nghiệp báo thiện ác mà trôi lăn trong sáu đường. Thế nào là đạo, là thú? Đạo ý chỉ cho đường, vì nghiệp báo thiện ác mà theo đường nào, đi vào cõi nào. Còn thú có nghĩa là nơi đến. Đường của chúng sanh luân chuyển gọi là đạo, mà chúng sanh thì do nghiệp thiện ác phải đến đó để thọ sanh, cư trú gọi là thú. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói, lục đạo chúng sanh, sanh tự sở thú. 1. Cõi thiên. Cõi này là cao nhất, sung sướng nhất, bao gồm chư thiên và chư tiên. Chư thiên, thiên nhân. Sao gọi là thiên thú? Thiên thú là đường trời. Chữ thiên có nghĩa thiên nhiên, tự nhiên. Đây là chỉ cho các chúng sanh ở cõi trời do tu thượng phẩm, thập thiện và các thiền định nên được hưởng phước thiên nhiên, sự ăn mặc thọ dụng đều tùy niệm hóa hiện, không cần phải tạo tác. Lại chữ thiên ở đây còn có bốn ẩn nghĩa: tối thắng, tối thiện, tối lạc, tối tôn. Sáu hạng trời ở cõi dục đều có hình tướng nam nữ, dục nhiễm tùy theo cao thấp mà có nặng nhẹ. 18 hạng trời ở cõi sắc không hình tướng nam nữ, không có sự dục nhiễm, tất cả đều dùng thiền định để trưởng dưỡng sắc thân. Còn bốn hạng trời ở cõi vô sắc thì không hình tướng sắc thân, duy có tâm thức, vì là báo thể của không định. Chư tiên, tiên nhân. Sao gọi là tiên thú? Tiên thú là cõi tiên. Tiên là an nhàn, tự tại, không còn sự phiền lụy của tục trần ràng buộc. Tiên cũng có nghĩa là thuyên, vì hạng này có thể thuyên chuyển hình thần, khiến cho dung sắc tươi trẻ, mạng sống lâu dài. Tiên có nhiều bậc như thiên tiên, nhân tiên, địa tiên, hoặc dạo chơi nơi nhân gian, hoặc là ẩn nơi non sâu, hải đảo. Theo Kinh Lăng Nghiêm thì có 10 hạng tiên. 10 hạng tiên nhân, hạng chuyên tu về các chế luyện các thức ăn, làm hoàng hoặc bánh để dùng. Các vị này do thực đạo mà thành, có thể mạnh khỏe sống lâu, nhưng chưa được nhẹ nhàng bay đi, gọi là địa hành tiên. Hạng chuyên phục thực các thứ thảo mộc như tử chi, huỳnh tinh, xương bồ. Hạng này được đạo mà thành, thân được nhẹ nhàng bay đi, gọi là phi hành tiên. Hạng chuyên phục thực các chất kim thạch như nhu thạch, hồng diên. Các vị này do hóa đạo mà thành, luyện đơn thành tiên cốt, điểm đá hóa vàng rồng, trong chớp mắt còn có thể đi xa muôn dặm, gọi là du hành tiên. Hạng chuyên luyện về sự động, chỉ tu cách điều khí cố tinh. Các vị này do khí tinh mà thành, có thể dời hình ẩn bóng, đi trên hư không, gọi là không hành tiên. Hạng chuyên luyện về tân dịch, như nhả thứ cũ, nuốt thứ mới, làm cho lửa xuống, nước lên. Các vị này do nhuận đức mà thành, mặt sáng rỡ như ngọc, hay dạo chơi nơi cõi trời, gọi là thiên hành tiên. Hạng chuyên luyện về tình sắc, mỗi ngày hấp thanh khí của trời đất, tống hết cặn bã, thâu lấy tinh hoa. Các vị này do hấp túy mà thành, có thể đi xuyên qua núi non, đạp trên nước lửa, gọi là thông hành tiên. Hạng chuyên luyện về chú cấm, nhờ công phu trì chú lâu ngày nên tâm thần được ngưng tịnh. Các vị này do thuật pháp mà thành, có thể trị bệnh, dứt trừ ma quái để giúp ích cho quần sanh, gọi là đạo hạnh tiên. Hạng chuyên kiên cố về tư niệm, luyện theo lối bộ tâm tưởng nơi đơn điền, đưa chân khí xuống vĩ lư, thăng lên sáp tích, đạt đến nê hoàng, rồi xuất thần nơi đảnh. Các vị này do tư ức mà thành, có thể hồi quang phản chiếu, gọi là chiếu hạnh tiên. Hạng kiên cố về sự giao cảm, luyện cách phối hợp khảm ly, thâu nhiếp tinh huyết. Các vị này do cảm ứng mà thành, làm cho thân hình xinh đẹp sống lâu, gọi là tinh hạnh tiên. Hạng chuyên luyện về biến hóa, hàng tồn trưởng nơi lý hóa, đến khi tỏ ngộ thì làm được sự huyễn hóa to tát. Các vị này do giác ngộ mà thành, có thể di sơn đảo hải, biến hiện nhiều cách, gọi là tuyệt hạnh tiên. Các hạng tiên trên đây gọi trường sanh thì có, nhưng bất tử thì không. Đến khi số hết,
cũng ngập lặng trong sáu đường luân hồi, vì họ chấp hình thần hữu vi mà không rõ suốt chân tánh. Tuy nhiên, họ cũng sung sướng hơn người một bậc, nên ở trên nhân thú. 2. Cõi người. Sao gọi là nhân thú? Nhân thú là cõi người. Nhân có nghĩa là nhẫn, chỉ cho loài người khi gặp cảnh thuận nghịch có năng lực nhẫn nại, an chịu với duyên phận. Lập Thế Luận nói, loài người do tu trung phẩm thập thiện mà được sanh. Trong sáu cõi luân hồi thì có nhân thú là nhiều kiêu mạn, nhưng về phần trấn định tâm ý lại hay hơn các cõi kia. Chúng sanh thuộc cõi này có hình tướng nam nữ, ở rải rác khắp bốn đại châu. Chúng sanh trong bốn châu phần nhiều theo đường nhiễm dục, song cũng có người trọn đời giữ nếp sống tu hành thanh tịnh. Luận về phước báo, người ở ba châu Tây Ngưu Hóa, Đông Thắng Thần, Bắc Câu Lư thù thắng hơn. Nhưng về nhân duyên giải thoát thì họ lại kém thua người ở Nam Thiệm Bộ Châu, vì nơi đây có ba điều đặc biệt: con người trí lanh lợi nhớ dai, nhiều kẻ siêng tu phạm hạnh, thường có Phật ra đời. 3. Cõi Atula. Sao gọi là Atula? Atula là loại chúng sanh nhiều sân hận, đa số có hình tướng không đoan chánh. Atula cũng gọi là A-tố-lạc, dịch là vô đoan chánh, phi thiên. Hai danh từ này có nghĩa không xinh đẹp, có phước trời mà đức không bằng trời. Trong kinh luận có chỗ cho rằng loài Atula do gây nhân hạ phẩm thập thiện mà được sanh, nhưng đó chỉ nói riêng về một phương diện mà thôi. Rồi đến danh từ phi thiên cũng như thế. Sự thật, phần chánh nhân là loài này do hay nóng giận, hiếu thắng, ưa tranh cãi mà được sanh. Atula chia thành bốn bậc: loài ở cõi trời thì sống trời, loài ở cõi người thì sống người, loài ở cõi quỷ thì sống quỷ, loài ở cõi súc thì sống súc. Vì họ không có chủng loại và trụ xứ nhất định, có thể nhiếp về các cõi khác, nên trong kinh có chỗ chỉ gọi là ngũ đạo hoặc ngũ thú. Atula ở cõi trời cũng có cung điện thất bảo, sự ăn mặc tự nhiên hóa hiện như chư thiên, nhưng do nhân sân hận, họ có ba sự kiện kém hơn người, nên để ở sau loài người. Dù loài này có ăn các món chân vị, song miếng sao rốt tự nhiên hóa ra bùn. Ở cõi trời, mưa hoa hoặc châu báu, nơi cõi người, mưa nước. Cõi Atula mưa xuống những binh đao dao gậy. Loài người tâm điềm tĩnh nên dễ thực hành theo chánh pháp của Như Lai. Loài Atula là tâm sân nổi hơn thua, nên khó tu đạo giải thoát. 4. Ngạ quỷ. Quỷ có nghĩa là quý, là hay khiếp sợ. Thần có nghĩa là linh thông biến hóa. Trong kinh nói, loài quỷ do nhân trung phẩm thập ác mà được sanh, và quỷ đạo được xếp sau xuất đạo. Nhưng đó chỉ là nói riêng về phương diện ngạ quỷ. Sự thật, nếu nói rộng, phải gọi là quỷ thần thú, vì loài này chia làm hai hạng: hạng có uy phước và hạng không có uy phước. Đây là do những nghiệp nhân thiện ác bất định từ thuở tiền sanh. Loại quỷ thần uy phước cũng có cung điện, thần tướng trang nghiêm, nhiều kẻ tùy thuộc. Họ thọ dụng những chân vị cam lồ hoặc được người thờ cúng. Loại này lại chia ra làm hai hạng: chánh thần và tà thần. Bậc chánh thần thì giữ lòng chân chánh hay giúp đỡ nhân gian. Hạng tà thần tâm niệm quỷ quyệt không chân thật, hoặc đa dâm, đa sát, thường làm tổn hại cho người. Loại quỷ không uy phước thì vất vả, ở chỗ âm u, thường đói khát hoặc ăn những đồ bất tịnh. Xứ sở của ngạ quỷ có hai nơi: chánh trụ và biên trụ. Chánh trụ là như trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, có thành Diêm La, nơi ở chánh thức của vô số ngạ quỷ do Diêm La Vương thống lãnh. Thành này ở dưới châu Diêm Phù Đề, chu vi rộng 7.500.000 dặm. Nơi đây không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Biên trụ là những chỗ như mé biển, triền núi, rừng bụi, đình miếu, hang hố, đồng trống, mồ mả, cho đến vườn nhà cùng các nơi bất tịnh. Chánh trụ là xứ sở riêng của loài quỷ nghiệp nặng, thuộc về thế giới ngạ quỷ. Biên trụ là xứ sở của các quỷ thần nghiệp nhẹ, thuộc về hạng ở lẫn lộn trong loài người. 5. Súc sanh, bàn sanh thú. Sao gọi là bàn sanh? Bàn sanh là loại súc sanh có xương sống nằm ngang. Chữ bàn còn có nghĩa biến mãn, vì bàn sanh có nhiều chi loại, và ở các cõi kia đều có loài này. Trong sách Phật có chỗ gọi cõi này là súc sanh đạo, nhưng danh từ súc sanh chỉ ở trong phạm vi các loài sanh vật được người nuôi dưỡng, không rộng rãi và đầy đủ bằng danh từ bàn sanh. Chủng loài bàn sanh tuy nhiều, song đại ước có ba loại:
loại bay trên hư không, loại ở mặt đất và loại sống dưới nước. Theo kinh chánh pháp niệm, bàn sanh có đến 40 ức chi loại khác nhau. Duyên phận của loại này cao thấp không đồng, cao như kim sĩ điểu vương, long vương có uy phước thần thông, thấp như dòi, đĩa, côn trùng, sống trong khung cảnh nhơ nhớp tối tăm, ngắn ngủi. Bàn sanh cũng có nghiệp nhân thiện ác bất định như quỷ thần và Atula. Nhưng nếu lấy phần đại khái về đa số, thì loài này do nhân hạ phẩm thập ác mà được sanh. 6. Cõi địa ngục. Địa ngục thú. Sao gọi là địa ngục? Danh từ này do người Hoa Y theo nghĩa mà lập danh, để chỉ cho lao ngục ở dưới đất. Chữ ngục có nghĩa là bó buộc, không được tự do. Nhưng theo luận bà Sa thì địa ngục thú không phải đều ở dưới đất, có khi ở trên mặt đất, hoặc dưới nước, hoặc trên hư không. Vì thế, bổn kinh Phạm Văn không gọi là địa ngục, mà gọi là nại lạc ca, có những nghĩa khổ cụ, phi đạo, ác nhân, chỉ cho nơi người tội ác làm điều trái đạo ở, nơi có đủ sự khốn đốn khổ đau. Địa ngục tuy nhiều, nhưng đại ước có hai loại, chánh ngục và biên ngục. Chánh ngục vị trí ở dưới châu Diêm Phù Đề và giữa núi Thiết Phi. Chánh ngục lại có hai thứ, hàng ngục và nhiệt ngục. Hàng ngục và nhiệt ngục mỗi thứ có 8 nơi, mỗi nơi có 16 ngục phụ, mỗi ngục phụ lại có nhiều tiểu ngục khác nữa. Biên ngục cũng gọi là độc ngục, vì ở lẻ loi trên núi, nơi mé biển, dưới nước, chỗ đình miếu, giữa đồng trống hoặc trong hang sâu. Ở châu Nam Thiệm Bộ có đại địa ngục, còn ba châu kia chỉ có biên, độc địa ngục mà thôi. Theo kinh nghiệp báo thì địa ngục là nơi thác sanh của loài hữu tình tạo 10 điều ác về thượng phẩm. Tóm lại, y báo và chánh báo của 6 đường luân hồi đều như huyễn. Chúng sanh do nghiệp duyên lành dữ mà đổi thay hình dạng, chịu sự khổ vui, lên lên xuống xuống, luân chuyển không cùng. Người xưa truyền lại rằng không còn nhục thân, linh hồn vẫn còn và đi sang kiếp khác. Họ phải vượt qua 7 cửa ải bao gồm Quỷ Môn Quan, Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và sau cùng là Cầu Nại Hà. Hai ải cuối cùng là nơi linh hồn sẽ uống Canh Mạnh Bà để quên hết mọi việc, rồi đi qua Cầu Nại Hà để đầu thai chuyển sinh vào một trong 6 nẻo luân hồi. Linh hồn phải trải qua cuộc hành trình dài mới đến được một trong 6 nẻo luân hồi. Trên chặng đường ấy, tùy vào căn cơ, nghiệp lực mà sẽ được an bài vào cõi nào. Có người sẽ được lên làm người trời, có người phải xuống địa ngục chịu khổ rồi chuyển sinh thành động vật hay thực vật. Lại có người tiếp tục được đầu thai chuyển kiếp làm người. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, con người mới bàng hoàng nhận ra đời người chỉ là một giấc mộng. Đợi chờ phía trước là cả con đường luân hồi đằng đẵng. Cửa ải thứ nhất, Quỷ Môn Quan. Đây chính là cánh cửa đầu tiên cần phải đi qua, là nơi lọc ra những người có thể đi tiếp hoặc sẽ bị nhốt lại tại Quỷ Môn Quan. Những ai khi sống làm quá nhiều việc ác, hoặc ngay cả khi chết rồi mà ác tâm vẫn không thay đổi, sẽ vĩnh viễn bị đày đọa ở nơi này. Truyền thuyết kể rằng, Diêm La Vương đã đặt cách chọn ra một nhóm 16 quỷ lớn để trấn giữ cửa ải Quỷ Môn Quan. Một người sau khi chết, trước hết là do quỷ sai âm gian Hắc Bạch Vô Thường dẫn ba hồn bảy phách đi, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đến Quỷ Môn Quan. Tại đây, nhóm quỷ giữ tra xét vô cùng hà khắc, bất kể người đó lúc sống có quyền cao chức trọng tới đâu không quan trọng, ai cũng như ai. Đặc biệt, họ nghiêm ngặt đối với những vong hồn dạ quỷ tội ác đầy mình, bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan này. Ai đã đến nơi đây đều cần phải tiếp nhận tra xét, xem có mang theo lộ dẫn, giấy thông hành đến quỷ quốc hay không. Lộ dẫn dài 90 xăng, rộng 60 xăng, được làm bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên viết lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho và con người khắp thiên hạ cần phải đi qua đường này mới có thể đến được địa phủ chuyển thế thăng thiên. Lộ dẫn được xem là căn cứ của người sau khi chết đi đến quỷ quốc báo danh. Đồng thời trên mặt lộ dẫn có đóng ấn của Thành Hoàng Âm Ti Phủ Huyện Phong Đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ nó đi thì sẽ theo linh hồn đến địa phủ. Cửa ải thứ hai, Đường Hoàng Tuyền. Đi qua Quỷ Môn Quan, hồn phách đến cửa ải tiếp theo, đó là phải đi qua một con đường rất dài có tên là Hoàng Tuyền.
đường Hoàng Tuyền còn được gọi là suối vàng. Linh hồn sẽ đi trên con đường này, một con đường dài thăm thẳm, hai bên nở rộ loài hoa kỳ lạ, loài hoa đó đỏ rực nhưng chẳng có lá. Người dương gian thường gọi đó là hoa của địa ngục hay hoa biển ngạn. Với những người chết bình thường, họ sẽ đi qua đường Hoàng Tuyền này để đi đến các cửa ải tiếp theo. Với những người bị giết chết hay tự tử sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, họ chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc thì mới có thể đi đến cửa ải tiếp theo. Trên đường Hoàng Tuyền, hoa biển ngạn màu đỏ, từ xa nhìn trông thấy giống như tấm thảm máu trải dài. Vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví như đường lửa chiếu rọi. Lúc biển ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa. Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở. Bởi vậy trong sách có câu, biển ngạn hoa nở nơi biển ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá. Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau. Cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Theo truyền thuyết, hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều hoa này, nhìn từ xa giống như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như ánh lửa nên bị gọi là hỏa chiếu chi lộ. Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi biển ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục U Linh. Ngoài ra, trên đường Hoàng Tuyền còn có nhiều cô hồn dã quỷ, họ là những người dương thọ chưa hết nhưng đã chết và lạc lõng nơi chốn này. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới đến âm gian báo danh, nghe Diêm La Vương phán xét. Cửa ải thứ ba, Tam Sinh Thạch. Linh hồn cứ đi đến cuối đường sẽ gặp một con sông nhỏ tên là Vong Xuyên Hà. Cạnh con sông có một tảng đá xanh tên là Tam Sinh Thạch, còn gọi là đá ba đời. Trên đó có khắc bốn chữ lớn, Tảo Đăng, Biển Ngạn, sớm đến bờ bên kia. Theo Phật gia giảng thì có tam thế chuyển sinh, tức là có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, kiếp sau là duyên. Nhân duyên tụ hợp, duyên nợ đều phải hoàn trả, hết thảy đều được ghi lại đầy đủ cho Tam Sinh Thạch, đá ba đời này. Phật gia cho rằng sinh mệnh là vĩnh hằng, cho nên sinh mệnh có luân hồi chuyển thế. Khi linh hồn đứng trước tảng đá ba đời này đều thấu rõ hết mọi sự đời. Cửa ải thứ tư, Vọng Hương Đài. Có một chiếc cầu bắc qua sông có tên là Nại Hà. Bờ đối diện bên kia của cầu Nại Hà này có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài còn gọi là Đồi Nhớ Quê. Đây là nơi có thể nhìn thấy dương thế, là nơi mà vong hồn đều nhìn về người thân nơi dương thế một lần cuối cùng. Có truyền thuyết rằng Vọng Hương Đài có thiết kế rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp như cánh cung, đứng trên đài đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Vọng Hương Đài cũng chính là Thổ Cao Đài, nơi có đình Mạnh Bà là ở phía trước cây cầu chứ không phải ở phía sau cây cầu. Truyền thuyết kể rằng sau khi con người chết rồi, ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương Đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết. Cửa ải thứ năm, Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà còn gọi là con sông Vong Xuyên, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Đây là ranh giới giao nhau giữa sự sống và cái chết. Dưới sông Vong Xuyên là dòng ký ức của người. Người ta sẽ nhìn thấy những gì đã qua, sẽ thấy được những việc tốt, việc xấu của mình đã làm, thấy được rất rõ ràng. Thường linh hồn chỉ lặng lẽ nhìn, để cho ký ức dần lặng chìm dưới lòng sông rồi đi tiếp. Họ cũng không muốn ở lại đó bởi nước sông có màu đỏ như máu. Bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rán khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Người sau khi chết phải uống canh Mạnh Bà để quên đi mọi sự, đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên có những người không muốn uống để có thể gặp lại người mình yêu thương ở kiếp sau. Vì thế họ phải nhảy vào Vong Xuyên Hà, cửa ải sau khi chết số 5, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai. Ải thứ 5 Vong Xuyên Hà cũng còn được gọi là Tam Đồ Hà. Những ai nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hà trong nghìn năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên cầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau. Mình thấy họ, nhưng họ lại không thấy mình. Thậm chí, mình còn thấy họ hết lần này đến lần khác đi qua cầu Nại Hà. Họ uống canh Mạnh Bà, hết chén này đến chén khác.
Tuy mong họ không muốn cam mạng bà, nhưng lại sợ rằng họ không chịu nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong vong xuyên hà này. Kết thúc hạn nghìn năm, nếu mình vẫn nguyện tìm lại người mình vô cùng yêu thương trước kia, thì mình có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm lại người đó. Cửa ải thứ 6, canh mạng bà. Trên sông Vong Xuy có một cây cầu tên là Nại Hạ, gần đó có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Tại đây, linh hồn sẽ uống canh Mạnh Bà, đó gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán, tức là uống nước canh này sẽ quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Khi mỗi người đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đều sẽ hỏi, có uống canh Mạnh Bà không? Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì phải uống canh Mạnh Bà, còn không uống canh Mạnh Bà thì không được phép qua cầu Nại Hà, có nghĩa là sẽ không được đầu thai chuyển sinh. Mỗi một người ở dương gian đều có một cái chén của mình ở nơi Mạnh Bà này, trong đó có một loại nước gọi là canh Mạnh Bà. Thật ra, đó chính là nước mắt của mình chảy suốt một đời khi còn sống. Đó là nước mắt từ buồn vui, đau khổ, căm hận sầu não, yêu thương. Mạnh Bà thu giữ từng giọt nước mắt của mình lại, đun nấu thành canh. Khi mình rời khỏi nhân gian, khi đến cầu Nại Hà sẽ cho mình uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiên tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh. Uống canh rồi, mọi sầu muộn, thù hận và yêu thương sẽ không còn nhớ nữa. Vì thế, không phải ai cũng cam tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà. Mạnh Bà sẽ nói với họ, nước mắt của cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này. Uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này. Uống canh vào, hình bóng trong mắt dần dần phai nhạt đi, còn mắt trong sáng như trẻ sơ sinh. Cửa ải thứ 7, cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà chia thành 3 tầng, tầng trên cùng có màu đỏ, tầng giữa có màu vàng đen, tầng dưới cùng chỉ toàn màu đen. Tầng càng thấp, càng chật, càng nguy hiểm. Khi sống làm việc thiện thì đi ở tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi ở tầng dưới. Những người hành ác thì chính là đi tầng cuối cùng. Tương truyền, nơi cõi âm phủ có một cây cầu rất mỏng, bắc qua một con sông lớn, ván lót trơn trượt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Đó là cửa ải sau khi chết số 7 có tên cầu Nại Hà. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thay ăn thịt. Các linh hồn nơi âm phủ muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm sao để được qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng được đến giữa cầu thì té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thay xẻ thịt, thật là ghê gớm. Có tất cả là 6 loại cầu Nại Hà, cầu làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây, tương ứng với lục đạo. Điện thứ 10 là nơi nhận những quỷ hồn của các địa khác chuyển đến, sau khi thẩm định phước phần của mỗi hồn, sẽ cho đi đầu thai vào các nơi tương xứng theo các tình trạng nam hay nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, khôn hay ngu, thọ hay yểu. Mỗi tháng các điện sẽ chuyển ra một lần các quỷ hồn đến đây. Việc thọ sanh đi đầu thai rất chi tiết, tỉ mỉ, phức tạp, như là đường nào trong 4 đường thai, noãn, thấp, hóa. Như loài vật thì có loài không chân, 2 chân, 4 chân hoặc nhiều chân. Có loài thì tự chết, có loài thì bị giết chết. Việc đúc kết rất cẩn thận vì tầm quan trọng lớn lao của nó. Kết quả sẽ ghi kỹ lưỡng cho mỗi quỷ hồn để đưa đến phòng đồ đầu thai. Đi qua hết cầu Nại Hà bèn có thể xông đến 6 nơi, tức là đi vào lục đạo luân hồi. 6 cõi đó là cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Trong đó, cõi trời, Atula và cõi người thuộc về 3 đường trên, còn súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục thuộc về 3 đường dưới. Đi về cõi nào là dựa vào việc làm tốt xấu của vong hồn lúc còn sống mà phân loại. Người nào làm nhiều điều thiện luôn luôn được an bài vào 3 cõi trên, những người làm nhiều việc ác thì phải đi vào 3 cõi dưới. Quá trình xuống âm gian của những người bình thường là như trên, nhưng những người tu hành thì có sự khác biệt. Nếu như uy đức đạt đến viên mãn, sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này, mà được trực tiếp đưa đến thế giới do một vị Phật của pháp môn đó cai quản, ví dụ như thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Lưu Ly, thế giới Liên Hoa, thế giới Pháp Luân. Những kẻ đại ác làm nhiều việc gian ác cũng có thể sẽ không qua quá trình âm gian này mà sẽ bị đánh thẳng vào địa ngục và chịu khổ hình cho đến vô vàn kiếp sau không bao giờ dừng. Luân hồi là một chủ đề được lưu truyền hàng ngàn năm nay,
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được chứng thực các hiện tượng như nhớ lại kiếp trước. Họ nhớ lại những cảnh tượng mô tả dưới địa phủ sau khi chết đi sống lại. Linh hồn sau khi rời khỏi nhục thân sẽ phải đi qua 7 cửa ải rồi mới được an bài vào một nẻo luân hồi nào đó. Vậy nên hãy sống thiện lương, tu dưỡng tâm tính để được an bài vào một kiếp sau tốt đẹp hơn.